Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, hiện nay chúng tôi đang có mặt ngay trước phi trường Nội Bài, ngay khu vực cổng VIP, tức là một cổng đặc biệt nằm giữa cổng nhà ga nội địa và nhà ga quốc tế. Nơi đây chúng ta thấy một đoàn xe đang đi vào. Đoàn xe này là đoàn xe để đi vào do phía Mỹ mang vào một số xe để có thể tới đây đón Tổng thống Obama sẽ tới đây tối nay. Được biết là theo dự kiến, máy bay sẽ xuống vào lúc rạng sáng ngày 22, tuy nhiên thời gian đã đổi lại. Máy bay của Tổng thống, máy bay Air Force One sẽ xuống vào lúc 9 giờ 30 tối. Do vậy giờ này là khoảng chừng 7 giờ 40, các xe đã tới sẵn để mà khi máy bay Tổng thống xuống, ông có thể sau khi chào mọi người, ông có thể lên xe đi lên đoàn xe này đi thẳng về khách sạn Marriott Hotel ở khu vực Mỹ Đình, bắt đầu chuyến công du của Tổng thống Mỹ và từ ngày 23 tây tháng 5 cho tới ngày 25 tây tháng 5 trước khi ông rời Việt Nam đi qua Nhật để mà dự hội nghị G7. Và ngoài ra chúng ta có thể thấy là khi đứng ở ngoài đây, chúng ta có thể thấy rất nhiều các phóng viên trong nước cũng như là những phóng viên từ nước ngoài tới để mà có thể ghi nhận sự kiện máy bay Air Force One của Tổng thống Mỹ xuống phi trường Nội Bài vào tối hôm ngày hôm nay. Đoàn xe, chúng ta có thể thấy các loại xe khác nhau, từ những chiếc xe limousine, những chiếc xe Ford chuyên dụng và những chiếc xe nhìn có thể biết đoán ngay đó là những chiếc xe liên quan tới vấn đề vũ trang để có thể bảo vệ cho Tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, rất nhiều xe của cảnh sát phía Việt Nam cũng chớp đèn đi cùng với đoàn xe này. Chúng ta có thể thấy đằng xa đằng kia, mặc dù là đoàn xe này do cảnh sát dẫn đường, là một đoàn xe chuyên cho việc này, tuy nhiên vào tới các cổng đều rất là kỹ càng trong việc kiểm soát từng chiếc xe một đi vào trong khu vực này. Theo nhiều tin tức của mấy ngày hôm nay trên báo chí khắp nơi cũng cho biết rằng là khi máy bay Air Force One đáp xuống phi trường Nội Bài 5 phút trước đó, phía Mỹ và phía Việt Nam đã được thỏa thuận với nhau 5 phút trước đó, và dường như là phía Mỹ đòi thêm trở thành 10 phút trước đó, là một đường băng riêng đặc biệt đã được dọn ra sẵn để riêng cho máy bay của Tổng thống Mỹ, chiếc Air Force One hạ xuống. Những chiếc máy bay khác nếu tới cùng thời gian sẽ phải bay lòng vòng hoặc là bay nơi khác để đợi cho chiếc máy bay của Tổng thống Hoa Kỳ đáp xuống trước đó. Ngoài ra, ngoài phi trường Nội Bài thì hai phi trường khác là phi trường Tân Sơn Nhất cũng như là phi trường Đà Nẵng cũng dọn sẵn để trong trường hợp cần thiết không đậu xuống được phi trường Nội Bài thì hai phi trường kia cũng sẽ sẵn sàng để cho máy bay Air Force One hạ cánh xuống hai phi trường đó. Bùi Doãn Tấn đâu? Chưa đến. Vào đây. Đây rồi. Đây. Ngay khu vực này chúng ta rõ ràng có thể thấy rất là nhiều các phóng viên báo chí đứng đây đợi sẵn. Được biết là có chừng 50 người được chấp nhận để vào đây ngày hôm nay để mà có thể ghi nhận hình ảnh. Chiếc Air Force One là một trong 4 chiếc máy bay. Một chiếc Air Force One để chở Tổng thống Barack Obama, một chiếc khác là Ngoại trưởng John Kerry. Ngoài ra còn 2 chiếc chuyên cơ chở khoảng chừng 800 người, gồm các thương gia, các nhân viên chính phủ, các báo chí đi thoát tùng trong chuyến này. Chúng tôi có nói chuyện với ông Terry White, là một nhân viên trong tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Một chi tiết mà mấy ngày nay một số báo chí có đưa là có một chiếc máy bay trực thăng đã được đưa qua đây, và chiếc máy bay trực thăng sẽ bay trên bầu trời theo
chiếc xe của Tổng thống từ phi trường Nội Bài tới khách sạn Marriott Hotel là nơi ông sẽ nghỉ chân. Tuy nhiên chi tiết đó là một chi tiết mang tính phóng đại. Ông Terry White đã xác nhận rằng là đó là chuyện đó sẽ không xảy ra, và chính họ cũng cảm thấy cái chi tiết đó, cái việc mà để cho một chiếc máy bay trực thăng bay trên bầu trời của Việt Nam hiện nay là một điều không tế nhị và sẽ làm cho người dân người ta không cảm thấy an tâm. Do vậy cái chuyện đó có lẽ là một lần nữa một số cơ quan truyền thông đã đưa những cái bản tin mang tính giật gân mà thôi. Bây giờ là 9:25, nếu mà theo đúng lộ trình thì hiện nay là trong vòng khoảng chừng 50 phút nữa là máy bay của Tổng thống sẽ hạ cánh. Ban đầu theo kế hoạch thì máy bay sẽ hạ cánh vào quá 12 giờ đêm, tuy nhiên gần đây thì đã thay đổi và cho biết là sẽ hạ cánh vào lúc 9:30. Như vậy là còn rất là ngắn, trong vòng vài phút nữa máy bay của Tổng thống sẽ đậu vào ngay cái điểm ở bên ngoài đó. Ông sẽ có một giây phút để mà gặp gỡ, nói chuyện với những người đón ông rất ngắn gọn, sau đó lên chiếc xe đặc biệt mang từ Mỹ qua và đi theo cái lộ trình bên đó để mà đi ra phi trường, đi vào khách sạn. Được biết là phía bên trong sân bay thì vấn đề an ninh được chủ động bởi các cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ, nhưng những con đường bên ngoài thì phía công an Việt Nam cũng như là công an Hà Nội lo cái vấn đề an ninh cho những con đường xung quanh. Nhưng mà cái ở trong ấy, cái ở trong cái ký kết. Chúng ta có thể thấy chiếc máy bay Air Force One của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa mới hạ xuống và tới điểm dừng. Trong chốc lát nữa đây chúng ta sẽ thấy ông Obama bước ra. Nghi thức thảm đỏ sẽ được diễn ra và bây giờ chúng ta có thể thấy mọi người đang rải chiếc thảm đỏ ra một cách gấp rút. Nên nhớ chuyến thăm mới gần đây của Tổng thống Obama tới đất nước Cuba lần đầu tiên, sau nhiều năm mới có Tổng thống Hoa Kỳ ghé lại, đã không có nghi thức thảm đỏ được trải ra. Dĩ nhiên quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khác hẳn quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba vào thời điểm này. Điều đó cũng có thể giải thích được nghi thức đón tiếp và những viên chức có mặt tại phi trường của hai phía đều khác nhau. Đây là Tổng thống Obama với dáng đi rất là mạnh mẽ của ông thường thấy. Không thấy có mặt của đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng như là hai người con gái của Tổng thống Obama. Theo nhân viên ngoại giao từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho biết thì vì vấn đề tới rất khuya cho nên là nghi thức đón cũng được tối giản. Chúng ta có thể thấy ông Ted Osius đi cùng, có lẽ đi cùng với chiếc xe của Tổng thống Obama. Như vậy là mọi người tới đón cũng như là các nhân viên cần thiết đã vào trong vị trí, cho nên là chiếc xe của Tổng thống Obama sẽ lăn bánh bất cứ lúc nào để đưa ông về khách sạn Marriott Hotel ở khu vực Mỹ Đình. Một lần nữa chúng ta có thể thấy ở trên bầu trời hoàn toàn không có
những chiếc máy bay trực thăng như là báo chí đã tưởng tượng ra rằng sẽ có máy bay trực thăng đi theo xe tổng thống khi di chuyển từ phi trường ra tới khách sạn. Như vậy là đoàn xe trong đó có chiếc chở tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã rời sân bay đi về khách sạn Marriott Hotel ở khu vực Mỹ Đình. Đằng sau chúng ta thấy chiếc Air Force One vẫn còn đậu ở đây, vẫn còn nổ máy, động cơ vẫn còn nổ, có lẽ là để sẵn sàng bất cứ lúc nào. Bây giờ thì chương trình là tổng thống sẽ đi về phía khách sạn nghỉ ngơi và ngày hôm sau sẽ bắt đầu chương trình với những cuộc gặp gỡ với các nguyên thủ của Việt Nam, bao gồm Chủ tịch Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng. Sau đó ông còn có những cuộc gặp gỡ liên tục với nhiều giới, nhiều thành phần trước khi ra phi trường bay vào trong Nam vào ngày 24 tây tháng 5 năm 2016.